Trời ơi, thơm miếng chùi hả? Mà chà chà à? Chà chà, ta đi bây giờ ta đi thăm mẹ cún nhá. Mẹ cún với mẹ em cún nhá. Mẹ cún đẻ được mấy ngày bây giờ mình đi thăm nhá. Đi, ta đi thăm ạ. Đi thăm mẹ cún nhá. Yeah. Cuốn đẹp chưa? Hả? À? Mẹ cuốn đâu không biết. Thế đâu? Hả? Hả? Em thấy đâu? Hả? Đít. Tụi ba bắt lên con nhé. Đẹp chưa? Ừ? Hôm trước em còn nghịch với mẹ cuốn đấy, giờ mẹ cuốn đẻ rồi đó. Tôi biết sợ. Tôi biết sợ mấy bạn cuốn này. Con cuốn này. Ừ, cô thích kiểm tra coi. Kìa. Dễ thương không? Nào mình kiểm tra coi mẹ cuốn sinh được bao nhiêu em cuốn nhá. Đây, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6, 7, ôi 8 em cuốn luôn. 8 em luôn ạ. Dễ thương chưa? Dễ thương chưa? Cái gì vậy con? Hả? À, chưa mở mắt luôn nè. Mới được mấy ngày. À, con đít lại sờ. Con đít. Sờ em cuốn này. À, ta sờ này. Ư, trời ơi. Không dám sờ hả? Không dám sờ hả? Sao đi con, sao đi, sao đi này, này. Thương luôn, giỏi ta. Tết tết. Đấy, tay vô đi đúng rồi. Đấy. Dễ thương không? Đúng không? Đó được rồi, ta đi vào nhá, không như đó thôi. Ta đi vào đó. Cho mấy em cuốn ngủ nhá. Rồi, đi vào thôi. Ừ, ta đi vào nhá. Ừ, tạm biệt mấy em cuốn nhá, em cuốn ngủ ngon nhá. Ồ, cô Tít vẫn còn chưa muốn chơi kìa. Thôi cho mấy em cuốn ngủ đi con. Nè, cho mấy em cuốn ngủ đi. Nè. Đi, tạm biệt. Tới. Ôi, mẹ bà cuốn mới về này. Mẹ cuốn mới về tới này. Nè. Mẹ cuốn mới về này. Trời ơi là thơm. Tiếp lên đây này, bên đây này, đứng này. Mẹ cuốn mới về nè, mẹ cuốn mới đi đâu về đây? Hả? Tiếp đi đâu con? Thôi, cho mẹ cuốn bú sữa đi, ta về thôi. Đi, ta về thôi. Bye bye mẹ con cuốn nha. Con muốn thơm nữa kìa. Con vẫn muốn chơi. Thôi. Đó được rồi, được rồi. Để bữa nào mình ra mình thăm nữa nha. Ừ. Mình ra mình thăm nữa. Bye bye nha.